Thưa quý vị, sau liên tiếp nhiều sự cố gây chết người liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ, mới đây Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị quản lý nhà nước về dịch vụ thẩm mỹ. Theo đó, địa phương sẽ tăng cường giám sát, siết chặt quản lý hoạt động dịch vụ làm đẹp trên địa bàn. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 15 bệnh viện chuyên khoa, 10 bệnh viện đa khoa có phòng khám thẩm mỹ và 194 phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ. Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ đang hoạt động trên địa bàn. Nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với loại hình dịch vụ này, Thời gian qua thành phố đã triển khai nhiều đợt kiểm tra giám sát, qua đó phát hiện nhiều sai phạm, trong đó những lỗi vi phạm chủ yếu gồm quảng cáo chưa được phê duyệt hoặc vượt quá phạm vi, hành nghề không có chứng chỉ hành nghề, hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn, hồ sơ bệnh án không được ghi chép đầy đủ, hoạt động chưa có giấy phép hoạt động, nguồn gốc thuốc, thiết bị y tế không rõ nguồn gốc, cơ sở vật chất thay đổi hoặc chưa có được thẩm định. Tới đây thanh tra sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ siết chặt hơn nữa việc quản lý nhà nước đối với các hoạt động dịch vụ làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ nhằm hạn chế và ngăn chặn những sự cố đáng tiếc gây hậu quả nghiêm trọng xử lý nghiêm và triệt để các trường hợp vi phạm công khai các cơ sở hoạt động sai phép kém chất lượng có nhiều vi phạm để người dân được biết mà tránh đồng thời sở y tế cũng tiến hành rà soát các quy định của pháp luật hướng dẫn các cơ sở hoạt động đúng quy định tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân và các cơ sở hành nghề